Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đổi thay ở tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Cách làm hay trong phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Quảng bá nhãn và nông sản tiêu biểu của Hưng Yên trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới. Đề nghị công nhận bảo vật quốc gia bia đá Đại Bi ở chùa Đại Bi, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngay đầu năm 2023, huyện Văn Giang đã ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các xã thị trấn là trên 500 giấy. Thực hiện kế hoạch trên, đến nay toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận lần đầu được 215 giấy, diện tích 3,3 ha, xử lý đất dôi dư được 18 trường hợp với diện tích trên 300 m², với số tiền gần 1,6 tỷ đồng, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp trên 32.000 giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ gần 81%, với diện tích đã được cấp gần 890 ha trong tổng số trên 1.025 ha, đạt gần 87%. Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn huyện Văn Giang tiếp tục đôn đốc các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, tập trung tư vấn hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời tăng cường sự phối hợp trong xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao sự chủ động của người dân trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thực hiện nghiêm quy trình giải quyết đối với từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Dành đất cho phát triển công nghiệp và đô thị không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong việc phát triển chung của tỉnh, của đất nước, mà từ đó đã tạo ra nhiều việc làm cũng như cơ hội chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế. Điều dễ nhận thấy là đời sống người dân được nâng cao và ổn định, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi được đầu tư khang trang hơn. Ghi nhận tại tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Năm 2018, gia đình anh Nguyễn Công Tố đã sử dụng toàn bộ số tiền hỗ trợ đền bù ruộng để đầu tư sang sửa nhà cửa và mở cửa hàng ăn ngay tại nhà mình. Anh cho biết thời gian đầu cũng gặp nhiều khó khăn do người dân chưa quen, vẫn giữ thói quen sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên vài năm gần đây, khi mọi người đều có việc làm thu nhập ổn định, hơn nữa bận rộn với công việc hàng ngày, cửa hàng ăn uống và thức ăn chính của gia đình anh đã phát triển và đi vào ổn định. Mới đầu thì nó cũng không được suôn sẻ đâu, thế là gọi là chỉ đủ ăn và nuôi con nhỏ thôi. Dần dần thì nó cũng ổn định thôi. Công nhân về trọ đông thì nhà mình bán hàng cũng đông thêm, cuộc sống nó hơn trước. Gia đình bà Hạnh cũng như rất nhiều hộ khác trước đây, cơ bản mọi chi phí sinh hoạt gia đình chủ yếu là vài sào ruộng. Năm được mùa thì không sao, năm thất bát thì cuộc sống vô cùng khó khăn. Từ khi giao ruộng cho dự án, gia đình bà đã có thêm nhiều nguồn thu hơn, đời sống sinh hoạt thoải mái hơn nhiều. Gia đình nhà tôi làm nghề mộc, từ khi nhận cái tiền ruộng 03 là chúng tôi cũng chuyển đổi làm rộng rãi hơn để cho thu nhập của gia đình mình và với lại một số dân công là có thu nhập từ 8 cho đến 10 triệu một tháng. Nói chung là đời sống của gia đình nhà tôi cũng như là nhân dân là có nhiều cái khởi sắc hơn. Phú Đa vốn là khu dân cư nhỏ thuần nông, tuy nhiên từ khi công nghiệp của tỉnh phát triển mạnh, cơ hội việc làm nhiều, thu nhập bình quân ổn định từ 8 triệu đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Nhờ đó, khu dân cư này đã thay ra đổi thịt rõ rệt, cả về vật chất lẫn tinh thần, dáng dấp của vùng quê thuần nông đã dần được thay thế bằng đô thị hóa. Hầu như là các con em trong độ tuổi lao động người đến các công ty doanh nghiệp làm việc có mức lương ổn định 8 đến 10 triệu. Đời sống của nhân dân là khá hơn giai đoạn trước. Cơ sở hạ tầng thì nó đầu tư khá là khang trang sạch đẹp. Nhân dân là cũng vui vẻ và cũng đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây chỉ là một trong số rất nhiều xã phường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thấy rõ sự khác biệt sau khi đã dành đất cho phát triển chung. Qua đó, rất cần có sự thấu hiểu chung tay của người dân trong công cuộc phát triển của đất nước.
Những năm qua tại Hưng Yên, trong khi công nghiệp phát triển thì các tổ chức đảng, đảng viên tại doanh nghiệp chưa có nhiều, đặc biệt là khối doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân. Khắc phục tình trạng này, tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành nghị quyết số 15 về xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, công đoàn, đoàn thanh niên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Qua gần 2 năm thực hiện, đã có một số cách làm hay sáng tạo nên đã phát triển được nhiều tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Để thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc xác định việc đầu tiên vẫn là vận động tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có uy tín, chấp hành nghiêm các quy định, các chính sách của nhà nước của tỉnh Hưng Yên về nghĩa vụ thuế, môi trường, chính sách bảo hiểm. Nhờ vậy mà ngay trong năm 2022, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập được hơn 20 tổ chức cơ sở đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Anh em ở trong công đoàn cũng nắm bắt cái tư tưởng nguyện vọng của các cái đoàn viên của mình. Thì cái việc mà giới thiệu quần chúng đi học tập tỉnh đảng là cũng tương đối được thuận lợi. Đấy, và cũng thông qua cái kênh đó thì cũng nắm bắt được cái nguyện vọng cũng như là cái mức độ ủng hộ của các chủ doanh nghiệp đến cái việc mà tham gia vào học tập tỉnh cũng như là hướng tới là kết nạp đảng của các cái công nhân lao động trong các nhà máy. Sau khi được tuyên truyền vận động, giám đốc công ty kết cấu thép Hưng Yên là ông Nguyễn Xuân Hoàn, vốn là một đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã bàn bạc với ban giám đốc công ty để rà soát lại số cán bộ công nhân là đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp. Sau đó, đăng ký với đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Sau khi thành lập chi bộ thì chúng tôi nhận thức rất rõ đó là cái việc mà nó là rất đúng đắn. Bản thân người lao động khi được đứng trong đội ngũ của đảng thì tinh thần và thái độ làm việc khác hẳn, đó là rất tốt. Khi mà có chi bộ thì mọi việc hướng dẫn chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới nó rất là thông suốt. Sau 6 tháng thì chi bộ đã phát triển được kết nạp thêm 4 đảng viên mới nữa. Khi chi bộ công ty kết cấu thép Hưng Yên được thành lập, ngoài duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt và nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, ông Nguyễn Xuân Hoàn còn vận động hai chủ doanh nghiệp khác tại Hưng Yên là các đối tác làm ăn lâu năm thành lập chi bộ. Đầu năm 2022, giám đốc công ty May Thiên Sơn Vũ Thanh Tùng chưa phải là đảng viên. Xong, khi được tổ chức Đảng vận động, ông Tùng đã đi học lớp cảm tình Đảng do huyện ủy Phù Cử tổ chức. Đến tháng 9 năm 2022, ông Tùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông là đảng viên duy nhất là giám đốc doanh nghiệp trong khối kinh tế tư nhân tại Hưng Yên được kết nạp Đảng sau khi tỉnh ủy Hưng Yên có nghị quyết số 15 về xây dựng phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cũng xuất thân từ trong gia đình làm cán bộ, nhiều người là đảng viên. Và tôi thấy là đối với doanh nghiệp, Đảng là cái nơi mà gắn kết với giai cấp công nhân. Và ở trong công ty thì có rất nhiều các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương. Ý thức được việc đấy thì chúng tôi cũng thành lập cái chi bộ để sinh hoạt, để gắn kết với các anh em trong công ty và để được sinh hoạt nó thuận lợi hơn. Đặc thù các quần chúng được cử đi học cảm tình đảng đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp này lại chưa có tổ chức đảng. Vì vậy mà Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sau khi tổ chức lớp học đều thành lập các nhóm có sự hỗ trợ của cán bộ của Đảng ủy và cán bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên làm trưởng nhóm để trao đổi hướng dẫn lãnh đạo doanh nghiệp, quần chúng, các thủ tục để chuẩn bị khi có đợt thì sẽ tổ chức kết nạp đảng. Vừa qua thì em có được tham gia lớp cảm tình đảng online ạ. Em thấy hình thức học online rất là thuận tiện cho công nhân chúng em ạ. Thì đỡ mất thời gian phải đi lại xa xôi, vẫn hoàn thành tốt công việc của công ty đấy ra và vẫn hoàn thành được lớp học cảm tình đảng. Các cấp ủy đảng tại Hưng Yên luôn xác định cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cùng với các cấp chính quyền, chủ động tăng cường, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân mà đã có đảng viên thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi, nhất là các đồng chí mà là lãnh đạo các đơn vị kinh tế tư nhân thì đây là điều kiện rất tốt để các đồng chí tuyên truyền và vận động
đối với những người lao động để tham gia vào tổ chức và trở thành đảng viên. Và các bạn, hàng chục TikToker nổi tiếng cùng có mặt tại hợp tác xã nhãn Miền Thiết, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu để tổ chức buổi livestream quảng bá và tiêu thụ nhãn lồng và các sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Chương trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Buổi livestream được các nhà sáng tạo nội dung và ekip thực hiện ngay tại nhà vườn Thúy Yêm từ 12 giờ tới 16 giờ. Mỗi tài khoản TikTok thu hút hàng trăm người xem cùng lúc. Các nhà sáng tạo nội dung đã giới thiệu và trải nghiệm dùng thử các mặt hàng nông sản của Hưng Yên tới khách hàng trên mạng xã hội TikTok. Trước 2 tuần thì Thúy đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ các bà con nông dân để lập gian hàng. Thúy và team là có thể xuống thực địa tại vườn nhãn để kiểm tra xem là những cái điểm nào thật sự là phù hợp để có thể thiết lập ra những cái điểm like như thế này. Cái đầu tiên nói đến Hưng Yên thì người ta sẽ nhớ đến nhãn lồng rồi. Và khi Hoa cầm vào quả nhãn thì Hoa cảm thấy là vô cùng đặc biệt, là cái quả nhãn nó có rất nhiều vân mà nhìn nó khác biệt hẳn so với những nhãn thông thường mà Hoa đã từng ăn. Khi mà em được về vườn thì em thấy là các cô, các chú, những người mà họ trồng vườn, họ chăm sóc thì họ rất là tâm huyết và họ rất là yêu cái sản phẩm của họ. Nhãn mà làm em ấn tượng nhất đấy là nhãn siêu ngọt, bởi vì là nhãn này mang lại cho em một cảm giác khi mà ăn vào miệng thì mình thấy một vị ngon, giòn và khác biệt so với tất cả những loại nhãn khác. Các sản phẩm nông sản OCOP của tỉnh Hưng Yên được bán ngay tại vườn là hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều bà con nông dân. Giá nhãn tươi tại phiên livestream là 50.000 đồng trên kg. Thì tôi thấy cái nền tảng TikTok này thì là bà con bán hàng rất là thuận lợi, tốt. Bây giờ giới nhất là giới trẻ thì tôi nói tiếp cận rất là nhanh, ngồi tại vườn cũng khả năng bán được rất là nhiều hàng. Buổi livestream được kỳ vọng sẽ dần thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp thời 4.0 cho bà con nông dân. Không chỉ sản xuất giỏi mà người nông dân sẽ từng bước trực tiếp đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng cả nước thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Bà con nhận thức được cái việc là bán hàng online và nó hiệu quả, nó tác động tích cực đến cái quá trình sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân và hy vọng rằng là bà con bắt nhịp với cái xu thế. Buổi livestream trên TikTok đã đưa hình ảnh nông sản Hưng Yên tới với nhiều hơn người tiêu dùng cả nước và cùng bà con Hưng Yên tiêu thụ sản phẩm. Đã có 27,2 triệu lượt tiếp cận, 550.000 lượt xem, 1.800 đơn hàng nông sản được chốt và vận chuyển tới tay khách hàng trong một vài ngày tới. Doanh số thu được là gần 250 triệu đồng. Dự kiến sau phiên live sẽ còn 400 tới 500 đơn hàng được khách hàng chốt. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 9, các trường học trên toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Hiện các nhà trường đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới với quyết tâm đạt được kết quả cao nhất. Hơn một tuần nay, ngày nào các giáo viên trường mầm non Hải Triều, huyện Tiên Lữ cũng luôn có mặt đầy đủ tại trường để chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Không chỉ tổng vệ sinh trang trí các khu vực sinh hoạt chung, các cô giáo đều tự tay trang trí các phòng học theo các chủ đề năm học. Nhà trường cũng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa một số công trình phụ trợ như làm mái tôn khu vực sinh hoạt chung, bổ sung thiết bị đồ dùng cho phòng ăn. Tổng dọn vệ sinh trong và ngoài lớp rất là sạch sẽ. Thứ hai là cũng có những ý kiến đề xuất với nhà trường sửa chữa bổ sung những trang thiết bị để phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, chuẩn bị những không gian để cho các con hoạt động trong các hoạt động học tập. Năm học 2023-2024, trường mầm non Hải Triều dự kiến đón hơn 300 trẻ ở các nhóm tuổi mầm non, nhà trẻ. Để đảm bảo công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong dịp hè, 20 giáo viên của nhà trường đã tham gia đầy đủ các buổi tập huấn sinh hoạt chuyên môn do các cấp tổ chức. Tùy vào năng lực và sở trường của từng giáo viên, nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm các nhóm trẻ khác nhau. Đến thời điểm này thì nhà trường đã cơ bản xây dựng xong cái kế hoạch giáo dục. Một số cô giáo có những kỹ năng chăm sóc trẻ. Chúng tôi phân vào các cái nhóm lớp như lớp nhà trẻ. Cũng có cô giáo thì có sở thích ca hát thì chúng tôi cũng sẽ phân vào các cái nhóm lớp như lớp 3 tuổi.
để có thể đưa dãy nhà với 18 phòng học vào sử dụng khi năm học mới bắt đầu. Trong những tháng hè, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Long thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong tháng 8 này, ngày nào cũng có công nhân hoàn thiện việc xây dựng bất kể thời tiết mưa nắng. Hiện nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, có thể đưa vào sử dụng trong năm học mới, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn và hoàn thành các nội dung năm học. Ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường rà soát về cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống bàn ghế trong các phòng học, rà soát đối với cây xanh để tỉa bớt những cái cành cao để tránh cái nguy cơ bị gãy, bị đục cán bộ quản lý. Thế rồi giáo viên thì tham gia đầy đủ và nghiêm túc các cái lớp tập huấn do sở và phòng tổ chức. Còn khoảng một tuần nữa, học sinh toàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới. Hiện tại, các nhà trường đang chạy đua với thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn giáo dục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ngành giáo dục đề ra theo tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Hội đồng thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên vừa tổ chức thẩm định đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2023 đối với hiện vật tấm bia đá Đại Bi Diên Minh Tự Bi tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Đại Bi Diên Minh Tự Bi còn được gọi là bia đá chùa Đại Bi, được tạo tác thời Trần, niên hiệu Khai Thái thứ tư, tức năm 1327, triều vua Trần Minh Tông. Đây là tấm bia đá cổ quý hiếm duy nhất có niên đại tuyệt đối của thời Trần, còn được lưu giữ đến ngày nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bia được làm bằng đá xanh nguyên khối hình chữ nhật dẹt, chiều rộng 60 cm, chiều cao 100 cm, dài 11 cm. Bia có hai mặt, mặt trước và mặt sau, bao gồm các phần chán bia và rìa bia. Bia còn nguyên và hình dáng, một số chữ viết ở trong lòng bia đã mòn mờ, bia đã bị mất phần đế. Hiện nay bia được đặt tại nhà truyền thống xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Tấm bia là một chứng tích lịch sử về sự phát triển huy hoàng của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, là di sản văn hóa vật thể độc đáo, ghi khắc về chùa Đại Bi. Nội dung văn bia ghi lại tương đối đầy đủ quá trình tu bổ, tôn tạo chùa vào thời Trần. Từ cuối năm 2022 đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Hưng Yên tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội, tài trợ cho giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 13 tỷ đồng. Trong đó, trên 8 tỷ đồng xây dựng 103 căn nhà cho người nghèo, xây dựng công trình trường mầm non xã Tân Phúc, huyện Ân Thi 2,5 tỷ đồng, tài trợ mua trang thiết bị đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo, mua vật tư thiết bị y tế, tặng quà Tết cho người nghèo, ủng hộ chương trình Đông Ấm cho Em và chương trình Mẹ Đỡ Đầu Kết Nối Yêu Thương. Nhận đỡ đầu hai trẻ mồ côi, chi nhánh luôn có chính sách mở tài khoản, phát hành thẻ miễn phí cho khách hàng thuộc đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Đơn vị phối hợp với các đoàn thể giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Đến nay dư nợ cho vay đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó hơn 80% dư nợ đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn với trên 22.000 khách hàng vay. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội thao ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tới dự và trao giải có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thao có sự tham gia của 28 ngân hàng và các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh với gần 400 vận động viên là cán bộ, người lao động ngành ngân hàng. Các vận động viên tham gia thi đấu 5 bộ môn thể thao là bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và tennis. Hội thao tạo sân chơi chung cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, đồng thời cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu và nét đẹp văn hóa của các đơn vị chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau gần 2 ngày thi đấu sôi nổi, với tinh thần thể thao trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia, trao 2 cúp vô địch và 183 bộ huy chương các thể loại thi đấu đồng đội, đơn nam nữ và đôi nam nữ. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2023, tại ao bơi thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh thiệt mạng.
Nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2013, hiện đang tạm trú tại thôn Tiên Xá 2, xã Cẩm Xá. Thời điểm trên, cháu tắm ở ao cùng các bạn và bị đuối nước, được người dân phát hiện, đưa đi sơ cứu, nhưng cháu không qua khỏi. Vào tháng 8 năm 2022, tại ao bơi này cũng đã xảy ra vụ đuối nước, làm một học sinh lớp 5 thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.